Bây giờ thì mỗi bên sẽ chọn cho mình 3 con số. Theo bốc thăm thì Quỳnh Khun sẽ là người chọn ô số trước. Dạ vâng, bình thường thì Quỳnh Khun là một người khá là tâm linh. Và vì vậy nên là Quỳnh sẽ chọn một cái ô lẻ đi ạ. Nhưng mọi người cũng đã biết thường thường chúng ta đi đâu chúng ta hay dùng tiền lẻ đúng không? Thì Quỳnh cũng sẽ thế. Và ngày hôm nay em sẽ xin phép được chọn là 1, 3 và 5 ạ. Có vẻ là 1, 3, 5 là của Quỳnh Khun. Còn chú Hoàng Văn Phụ sẽ là 2, 4, 6. Và bây giờ Quỳnh Khun sẽ trả lời hai câu hỏi đầu tiên. Câu số 1. Thẻ ghi nợ cho phép bạn thực hiện giao dịch A. Trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi nếu có trên tài khoản của bạn. B. Trong hạn mức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. C. Trong hạn mức do tổ chức phát hành thẻ cấp. D. Chi tiêu trước và trả tiền sau. Bình thường thì là thẻ ghi nợ là sẽ theo hạn mức số tài khoản của mình có ở trong ngân hàng. Nhưng mà cũng tùy từng ngân hàng thì phải ạ. Thế em nghĩ chắc là chưa? D. Tùy theo bạn. Nào, Quỳnh Khun. Đó, ok ạ. Chuyển chưa? Rồi ạ. Theo Trương Mạnh Đạt thì chúng ta chọn đáp án nào? Theo em thì cái tài chính đấy nó vẫn phải từ mình. Nó sẽ không bị quản lý bởi một cái đơn vị nào cả. Thì em nghĩ là đáp án D. Tức là mình cứ vay đi. Mình nợ bao nhiêu mình sẽ trả bao nhiêu. Theo chú Phụ thì chúng ta sẽ sử dụng cái đáp án nào cho đúng? Theo tôi nghĩ là phương án B. Chắc chú cũng ít xài thẻ lắm nè. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cố vấn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời. Theo quy định thì các ngân hàng khi phát hành cái thẻ ghi nợ ấy, chúng ta thường gọi là thẻ ATM ấy, thì dựa trên cái tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng. Do vậy là chúng ta khi sử dụng cái thẻ ghi nợ này thì chúng ta chỉ dùng tiền trong tài khoản thanh toán của mình hoặc là có thể dùng thêm cái hạn mức thấu chi mà nếu được ngân hàng cấp cho mình. Còn cái thẻ mà mọi người nói tiêu trước trả sau ấy, thì là cái thẻ tín dụng. Do vậy cái đáp án chính xác của câu hỏi này đáp án A. Cảm ơn anh Giang, vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đáp án A nha. Hồi nãy Đạt nói D đúng. Rồi chú Phụ nói B, bên kia B là đi hết rồi. Rất là cảm ơn tổ tư vấn, tôi đã học được một bài. Câu tiếp theo dành cho Quỳnh Khun và Trương Mạnh Đạt là câu hỏi số 3. Người thực hiện hành vi nào sau đây sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng? A. Là thuê, mượn cho mượn ví điện tử nếu thỏa thuận được giá. B. Là mua bán thông tin ví điện tử nếu bên bán và bên mua thống nhất với nhau. C. Thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. D. Là lấy cắp hoặc thông đồng lấy cắp thông tin ví điện tử. Theo anh thì anh nghĩ như nào anh Đạt? Anh đang phân vân giữa C và D bởi vì nó đều có cái gọi là lấy cắp trong đấy. Đúng. Hoặc C đúng, hoặc D đúng. Thôi. Em chuyển chưa? Em chuyển rồi. Chuyển đáp án chưa? Rồi ạ. Xin mời ban cố vấn ạ. Theo Nghị định 143 năm 2021 của Chính phủ, sửa đổi Nghị định 88 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thì cái hành vi mà lấy cắp hoặc là thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt ở cái mức tiền từ 100 đến 150 triệu đồng. Như vậy cái phương án C là hoàn toàn chính xác. Rồi, như vậy là chúng ta đã trả lời hai câu hỏi rồi, mình ngưng chút xíu đi, tạm gọi là ổn định tinh thần chút đi. Mình trở lại với đội chú Phụ nha. Chú Hoàng Văn Phụ sẽ có 3 câu hỏi của chú, đó là 2, 4, 6. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Khi thanh toán hóa đơn tiền nước qua Internet Banking, bạn sẽ A. Phải trả phí giao dịch cho ngân hàng. B. Phải trả phí cho đơn vị cung cấp nước. C. Được miễn phí giao dịch. D. Là cả A và B. Câu hỏi này là tôi thắng Quỳnh Khun rồi. Con cũng hay thanh toán tiền điện qua Internet Banking ạ. Nhưng mà chú thắng câu này rồi, bởi vì chú ở nhà chú làm câu này. Chú có thể cho con biết là câu trả lời của chú là... Thôi à, cái này phải bí mật, đây là mặt chơi Quỳnh Khun ơi. Đúng rồi. Chuyển đáp án chưa? Chuyển đi ạ. Chuyển rồi. Đây. Thầy cháu có mất tiền phí không cháu? Cháu nghĩ là không mất tiền phí ạ. Xin mời ban cố vấn. Mà anh Tuấn. Các cái dịch vụ Internet Banking hiện nay thì đang trở nên là phổ dụng với người tiêu dùng. Để cho khách hàng, người dân không phải đến ngân hàng
mà có thể là giao dịch phi tiền mặt, thì cái phần dịch vụ công thì hiện nay là đang được ưu đãi và được các ngân hàng thương mại là miễn phí. Vì vậy rõ ràng là trong cái câu hỏi này thì cái đáp án đúng ở đây là đáp án C, được miễn phí giao dịch ạ. Ôi, chú chắc đúng rồi, chú cười tươi lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục câu số 2. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng vay do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được hiểu là A, được xóa một phần nợ và cơ cấu lại thời hạn trả nợ. B, là xóa nợ gốc và cơ cấu lãi vay. C, là tổ chức tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ. D, là không phải trả nợ nữa. Em nghĩ là chắc là cũng phải gia hạn lại. Gia hạn lại để giúp người dân, bởi vì mọi người dịch Covid này đâu có đi làm được ra tiền đâu nhỉ. Bác cũng nghĩ như vậy. Ở đây mấy cái là xóa nợ thì chắc không rồi đúng không? Chắc chắn là không thể xóa nợ được rồi ạ. Trừ ra thì hỗ trợ chỉ bằng cách là giảm lãi nữa. Thôi cho tôi tháng sau hay năm sau tôi trả nợ. Đúng rồi. Tôi có quyền đâu. Đúng không? Đúng rồi. Nên là ngân hàng cũng không mất vốn phải không ạ? Vẫn cho tôi khó khăn thôi. Thế nên là... Nhưng mà cái lãi đó quan trọng hả chú? Tức là gia hạn là đúng rồi. Chỉ là gia hạn cái tiền nợ cho mình thôi, còn tiền lãi thì chắc chắn là con nghĩ là họ vẫn phải thu. Ừ, cái đấy thì phải chắc là phải nhờ văn cố vấn. Chú chuyển đáp án chưa? Chú chuyển rồi đấy. Chuyển rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe các cố vấn của ngân hàng. Xin mời chị Thúy Sen. Thật ra là câu chuyện của bác Phụ với cả Quỳnh Cun rất là hay. Và thật sự là ngành ngân hàng cũng rất thấu hiểu những cái tâm tư của người dân, của doanh nghiệp. Và trong đó thì có cái giải thích của Quỳnh Cun với cả bác Phụ. Thì ngay từ đầu mà dịch bùng phát ở Việt Nam thì ngành ngân hàng cũng là một trong những ngành đi đầu trong cái việc mà thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Và điển hình của chính sách đó tức là chính sách là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi phí. Tuy nhiên thì đúng là cũng không thể là xóa nợ được, vì chính sách xóa nợ thì lại phải theo quy định của pháp luật cơ. Và đáp án đúng trong trường hợp này chính là đáp án C. Cảm ơn bà cố vấn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5 dành cho đội của Quỳnh Khuôn và Trương Bình Đạt. Câu hỏi số 5, xin mời các bạn hướng về màn hình xem đoạn video clip sau đây. Trời ơi, vậy là từ ngày mai em phải rời xa thằng cu ti. Để nó đi xa mà em đứt từng khúc ruột đầy anh này. Tặng ta ta đi ta ti ta tặng tặng. Giờ ngươi à, con nó đi học chứ có phải là đi thỉnh kinh đâu mà cái thằng ta tí tặng cái gì nghe nó uất cả ruột. Anh có đẻ nó ra đâu mà anh xót. Cái gì? Thế chắc là một mình cô đẻ được nó đấy. Hả? Chắc là cô uống nước mưa xong cô đẻ đấy. Anh không xót con ạ. Sao không xót? Em nói cho anh biết nhá. Bây giờ con sáng ngủ dậy, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Thế xong rồi trưa đi học về đã có cơm trưa mẹ chờ sẵn rồi. Lúc nào thiếu tiền là mẹ là đưa luôn. Chứ bây giờ nó đi học ở xa thế, nó không có tiền thì ai chăm cho nó, ai đưa tiền cho nó. Em cứ nghĩ được con em nó khổ sở, nó gầy mòn thì em thương lắm. Đùa, em đúng là chả cập nhật cái gì cả. Bây giờ là cái thời đại nào mà cứ phải gặp con trực tiếp thì mới đưa tiền được. Này, tất cả bây giờ nhá, người ta dùng cái gì nhỉ? Mobile banking, thanh toán nhá, tiền điện, tiền nước, rồi tiền internet, tiền điện thoại, tất tần tật các thứ tiền. Chỉ cần dùng cái app mobile banking thế là xong. Ui giời, em chả quan tâm. Cái lúc nó cần thì ngay ấy, chứ còn chuyển mà chờ lâu thì làm sao mà này, được. Này này, em chuyển một phát nhá, nhận phút mốt luôn, ra ngân hàng đăng ký thế là xong. Đi luôn á? Đi ra ngân hàng, hỏi luôn, chứ không có thì em sốt ruột lắm. Đi. Đi thì đi. Chị chào em nhá. Em gái xinh đẹp, cho chị hỏi tí nhá. Thế là làm nào mà mình dùng được cái mobile banking? Em hướng dẫn hộ chị gái. À dạ vâng ạ, thì đầu tiên là em sẽ giúp chị mở một cái tài khoản ngân hàng tại bên em. Và sau đó sẽ đăng ký dịch vụ mobile banking ở trên app. Và kế hoạch thành công là có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ luôn ạ. Ui ôi, nhanh thế hả em? Ôi. Và chị nhớ là thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên đăng nhập. Và tuyệt đối không để lộ mật khẩu cũng như là mã OTP để tránh bị lộ thông tin tài khoản ạ. Thế bây giờ có muốn dùng ngay và luôn không? Mình hỏi như đùa ấy nhỉ? Em là phải chốt luôn, gửi luôn và ngay cho nó nóng. Mình cầu em tí. Vợ hỏi em gái thêm một câu nữa, cho nó chắc. Khi có yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn: A, hợp tác cung cấp thông tin và mã OTP. B, là không cung cấp thông tin mã OTP, không bấm vào đường link lạ. C, không cung cấp mã OTP mà chỉ cung cấp mật khẩu. D, chỉ cung cấp mã OTP nhưng không cung cấp mật khẩu.
Em chuyển rồi ạ, em chuyển rồi ạ. Theo Đạt thì mình sẽ chọn đáp án nào? Đầu tiên thì em rất chắc chắn về đáp án B. Sau đấy thì em nghĩ lại một tí ở cái đáp án D, nó gọi là có một số trường hợp mà mình cần phải cung cấp cái mã OTP đấy để lấy lại mật khẩu hoặc là để lấy lại một cái gì đấy cho ngân hàng. Xin mời bạn cô vẫn đưa ra đáp án cuối cùng. Mình có hai cái password. Một cái password đầu tiên khi chúng ta vào Internet Banking hoặc là vào cái app Mobile Banking của chúng ta. Và sau khi vào cái chìa khóa này, vào cái cánh cửa này thì chúng ta sẽ chuyển tiền giao dịch. Thì tại thời điểm giao dịch thì sinh ra một cái OTP chỉ sử dụng một lần duy nhất thôi. Vậy nếu mà trong trường hợp mà kẻ gian mà có được cái app hay là có một cái thông tin nào đấy mà mình lại cung cấp cái OTP này, thì đồng nghĩa là mình cung cấp tiếp cái chìa khóa thứ hai để mở két của nhà mình. Thì vậy rõ ràng là ở đây là cái phương án đúng, đó là chúng ta không cung cấp thông tin mã OTP và không bấm vào đường link lạ. Cảm ơn Tuấn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng dành cho đội chú Hoàng Văn Phụ. Câu hỏi sẽ là tình huống diễn ra tại sân khấu này. Xin mời cả nhà cùng xem. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước mây trời là à, vào đây con trai. Hôm nay bố chiêu đãi con luôn. Ôi trời ơi. Chủ quán đâu nhỉ? Chào quý khách ạ. Khách hàng là thượng đế mời thượng đế ngồi. Dạ hôm nay thượng đế uống gì ạ? Dạ để em vào. Nhìn cái mặt quen quen ấy nhỉ, gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Quen cái gì? Đức đây. Đức nào? Bạn học cũ đây. Ôi giời ơi, tôi lại cứ tưởng là ai. Hôm nay là dẫn quý tử đến ủng hộ trà sữa cô Hương đây này. Chào chào cô. Con trai à? Vâng. Ôi giời ơi, này con trai đẹp trai quá ông ạ. Tôi nói thật với ông, trông ông xấu xấu này mà ông đẻ con trai đẹp trai quá. Ngày xưa nhá, mà bố Đức mà đẹp trai bằng một nửa con đấy, nó đổ cô lâu rồi. Đẹp trai nhỉ. Bà ơi, hỏi thăm này. Gì? Cái cửa hàng như thế nào, dạo này tình hình buôn bán như nào rồi? Dạo này tình hình buôn bán là nó hơi buồn đúng không ạ? Tôi nói thật với ông chứ, tôi tâm huyết với cái cửa hàng trà sữa của tôi lắm. Tôi đặt được cửa hàng từ thương hiệu là trà sữa Hương Voi mà lì. Thế nhưng mà vừa mở ra xong cái dịch giã Covid thì tôi phải đóng cửa hàng cả năm. Thành ra là năm vừa rồi là tôi không thu được cái gì cả. Nhưng bây giờ tôi vui hơn rồi. Đấy, vì tôi mở cửa hàng lại được thôi. Nhá, ngồi đây nhá. Hôm nay nhá là tôi sẽ mời hai bố con để trà sữa là phở gì không mất tiền. Chờ tí nhá. Vui quá. Đây. Đi ra tôi ngồi nhờ tí. Ngon không? Được. Ngon đấy, ngon đấy. Ngon đấy. Thì trà sữa Hương Voi phải ngon à? Uống đi. Pha là có nghề đấy. Có nghề chứ nị. Câu hỏi này. Thế bây giờ nhá. Dịch giã nó như thế. Rồi tiền thuê mặt bằng nó tốn kém như thế. Rồi khách hứa thì vắng nó như thế. Thế thì bà có kế sách gì chưa? Có chứ. Tôi tính là tôi làm giàu của tôi phải có kế sách của tôi chứ. Tôi tính là tôi vay ngân hàng. Đợt vừa rồi nhá, tôi có mấy thằng bạn. Cũng đi vay ngân hàng. Nhưng mà không được vay đấy. Bởi vì chúng nó là thuộc cái nhóm nợ xấu. Đấy. Thế bà có nợ xấu không? Không. Không biết. Thế không biết nợ xấu à? Thế nhưng mà làm thế nào mà để biết là mình có phải là nợ xấu hay không? Ôi giời ơi, chưa tìm hiểu kỹ mà đã định đi vay ngân hàng rồi. Thế đây nhá. Con trai tôi này, sinh viên ngân hàng đây này. Con giải thích cho cô hiểu thế nào là nợ xấu. Cho cô mở mày mở mặt đi. Con giải thích cho cô đi. Cô có thể tra cứu nợ xấu của bản thân thông qua việc khai thác các báo cáo tín dụng tại cổng thông tin kết nối khách hàng vay của CIC. Nó nói cái gì nhỉ? À đây, khổ. Cái gì đấy? CIC cái gì đấy? Đây, để cháu nói rõ cho cô hiểu là nói CIC gì nghe nào. Là viết tắt của thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam. Đây là tổ chức sự nghiệp công lập thực hiện việc thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích thông tin tín dụng, chấm điểm xếp hạng tín dụng. Đây, địa chỉ đây. Website là cic.gov.vn hoặc là ứng dụng CIC Credit Connect. Thế nó nói tiếng Pháp phải không? Đâu, tiếng Anh đấy. À thế à? Thì bố với cô vẫn chưa hiểu ạ? Chưa. Thế tôi để bây giờ hỏi người chơi để giải thích cho bố với cô hiểu nhá. Câu hỏi số 6. Cổng thông tin kết nối khách hàng vay của CIC còn giúp bạn A. Nhắc thời hạn trả nợ ngân hàng. B. Là tìm kiếm đăng ký gói vay, kết nối với tổ chức tín dụng. C. Là kết nối với tổ chức tín dụng định giá tài sản đảm bảo. D. Là kết nối với tổ chức tín dụng tự xóa thông tin nợ xấu. Hết. Dạ. Được chưa? Được rồi. Dạ. Chú chuyển đã xong. Xin mời chị Thúy Sen. Cổng thông tin kết nối khách hàng vay của CIC thì thực hiện những cái nhiệm vụ cơ bản. Thứ nhất là
chúng ta có thể khai thác các cái thông tin liên quan đến quan hệ vay nợ, ví dụ như là các quan hệ của bản thân đối với việc là vay của các tổ chức tín dụng. Cái thứ hai là chúng ta có thể khai thác các cái thông tin liên quan đến cái điểm tín dụng của chúng ta. Cái điểm tín dụng thì mình hiểu một cách đơn giản, tức là đánh giá cái mức độ uy tín của chúng ta đối với các tổ chức tín dụng. Và đồng thời ý, chúng ta cũng có thể có được những cái thông tin về những cái sản phẩm cho vay của các tổ chức tín dụng. Và ngoài ra thì cổng này có thể kết nối chúng ta với các tổ chức tín dụng. Vậy thì đáp án đúng trong trường hợp này thì sẽ là đáp án B. Cảm ơn chị Thúy Sen. Thật ra câu này khó nhưng mà dễ, bởi vì chúng ta nghe tiểu phẩm ta đã biết rồi. Hồi nãy bạn Oanh có nói là tìm kiếm thông tin ABC rồi đó. Đó là đáp án chính xác đó. Còn bây giờ 6 câu hỏi đã xong. Tất cả số tiền thưởng của hai đội chơi mình đã nhìn thấy trên máy của mình rồi. Chúng ta sẽ đến với phần cược. Phần này rất là quan trọng. Số tiền thưởng mình cộng lại được bao nhiêu, mình nghĩ rằng cao hơn đối phương, mình sẽ đặt cược với đối phương. Nếu mình chiến thắng đối phương, mình sẽ có giá trị giải thưởng như chị Sen thông báo lúc đầu là 30 triệu đồng. Còn nếu chúng ta cảm giác là chúng ta không bằng số tiền thưởng của đối phương, chúng ta tạm ngưng và chúng ta đi về với số tiền thưởng mình có được trong chương trình. Còn nếu chúng ta cược mà số tiền thưởng mình thấp hơn tiền thưởng đối phương, xem như mình ra về với con số tài khoản 0 đồng. Đơn giản là như vậy. Nào, em nãy giờ em có thấy em trả lời, thấy em tự tin lắm mà, em còn tung hỏa mù nữa mà. Theo Đạt á, thì Quỳnh Côn có nên cược không? Tại vì em thấy là số tiền của mình cũng không nhiều ấy. Cuộc... Không nhiều. Không nhiều. Biết đâu bác lại cũng không nhiều thì sao? Bác thì là người ta có câu là đỏ tình đen bạc, nên bác chơi mua xổ số toàn thua. Còn em có gái có thấy chưa? Có. Thấy chưa? Ngồi chưa gì là đã cược rồi. Đấy, dũng cảm chưa? Bác ơi, bác mà cược thì thôi, mình không cược nữa. Thưa quý vị, hai đội có cược hay không, mời quý vị nghỉ giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại nhé. Tận hưởng phong cách sống đẳng cấp với sự đồng hành của Vietcombank Priority, đem đến cho quý khách hàng và gia đình những ưu đãi và trải nghiệm khác biệt, cùng tận hưởng những đặc quyền vượt trội với dịch vụ khách hàng ưu tiên Vietcombank Priority. Khi đất nước mở cửa, chúng tôi mang đến dòng vốn nuôi dưỡng sự sẵn sàng, cùng khắp nơi thắp lên những khát vọng chuyển mình. Khát vọng vượt thời đại, khát vọng vươn thế giới, khát vọng mình thành công. Với hơn 30 năm là ngân hàng quốc gia hàng đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng bạn tạo nên những di sản, đối tác phát triển bền vững. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống. Tận hưởng cuộc sống hiện đại, đón xuân đong đầy với HD Bank. Mở tài khoản thanh toán eSkyOne 100% online, phí không đồng, cùng cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn. Tận hưởng phí chuyển tiền không đồng từ HD Bank SkyOne. Thanh toán hóa đơn và đặt vé tàu, máy bay, phòng khách sạn nhanh chóng. Lãi suất tiết kiệm online hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn nhanh chóng. Giao dịch tiết kiệm, tự động đổi thưởng, quản lý tài chính thuận tiện, an toàn. HD Bank Ngân hàng số hạnh phúc, chúc mừng năm mới. Samsung Galaxy S22 Ultra thách thức mọi quy chuẩn, đặt trước ngay. Vinamilk D-Electro Plus bổ sung sữa non colostrum cùng chất xơ HMO giúp tăng cường miễn dịch và đạm quỳ dễ hấp thu. Bé cao khỏe, tăng cân sau 3 tháng đã được chứng minh lâm sàng. Cao khỏe chẳng khó khi có D-Electro Plus. Chào đón quý vị, bạn quay trở lại với Tiền Khéo Tiền Khôn. Chúng ta đang đến với phần rất là hồi hộp. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với phần cược thì Quỳnh Linh sẽ công bố ô số may mắn 135 hay là 246 thưa quý vị. Đúng quý vị, ô số may mắn đó chính là ô số 5. Chúc mừng Quỳnh Côn. Quỳnh Côn và Đạt sẽ nhận được một cặp vé máy bay nội địa. Cảm ơn chương trình ạ. Tôi xin công bố luôn, hiện nay số tiền thưởng của hai người chênh lệch với nhau 1 triệu đồng.
1 triệu càng thôi. Quá quá đơn giản, có nghĩa là chưa biết ai được nhé. Số tiền của hai người là chỉ chênh lệch nhau 1 triệu thôi. Có thể bạn 4 triệu, coi như Bắc Phụ là 3 triệu, có thể Bắc Phụ 3 triệu, bạn 2 triệu, thí dụ như thế. Bác, con cược ạ. Không cược, không cược, nhưng mà con gửi không cược cũng vậy à. Quan trọng là... Con tin là bác cũng sẽ cược. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm ngược 30 giây, bắt đầu. Chú Hoàng Văn Phụ có cược hay không? Em đến đây là chơi hết mình. Đúng đấy, chơi hết mình. Dù thế nào cũng mà hôm nay nếu mà thua thì cũng là thua với lại cháu Quỳnh Cun là phấn khởi lắm đúng không? Bác thắng đây cậu rất là vui ạ. Hết thời gian. Như vậy là cả hai cùng cược. Thấy chưa? Quỳnh Cun nói thế thôi, nhưng mà trong lòng là đúng quá mù thôi. Cả hai bác cháu đến đây là đều vui. Đều vui hết mình. Đều vui. Đạt tự tin bao nhiêu phần trăm Đạt? Em thì nó là cá cược mà. Cứ 50-50 thôi. Không có lòng tin xíu nào. Để tôi hỏi người nhỏ nhất coi. Cháu tự tin về ông mình bao nhiêu phần trăm? 60%. 60%. Tại sao? Bây giờ tôi hỏi anh Tuấn nè. Theo hai đội anh cược ai? Em đặt niềm tin vào bác Phụ đấy. Cảm ơn anh Tuấn. Dạ. Tôi chọn cược bên Quỳnh Cún. Đây, theo chị Sen là gì? Chọn ai? Tôi sẽ chọn Quỳnh Cun. Quỳnh Cun có vẻ như câu đầu thì bị sai, nhưng mà hai câu sau thì hình như cũng chưa chắc là đúng lắm. Ý là tôi chọn Quỳnh Cun. Không, nhưng tôi chọn Quỳnh Cun là Quỳnh Cun thua ấy, chứ không phải là... Bây giờ xin mời tất cả mọi người hướng về màn hình xem số tiền của bác Phụ. Xin mời. Thấy tiền đặt quá. Khi mà số tiền bác Phụ hiện lên thì chỉ có Quỳnh Cun mới biết thắng hay thua thôi. 14.500.000 đồng. Chúng ta hãy nhìn sắc mặt Quỳnh Cun, chúng ta biết được quay thua hay là thắng thôi. Còn lại 15.500.000 đồng. Yeah. Tuyệt vời. Wow, chúc mừng em. Hay quá vậy ta. Một cuộc chơi rất là thú vị nha. Thật ra tôi, nếu mà tôi đặt cược, tôi đặt hết cho chú Phụ luôn á. Vậy thì cô gái, anh có phải là đàn ông hay không? Cô ấy diễn rất là hay nha quý vị. Và như vậy chiến thắng ngày hôm nay, tổng giải thưởng 30 triệu đồng thuộc về đội của Quỳnh Cun. Rất tiếc cho chú Hoàng Văn Phụ, chú và cháu ra về với số tiền là 0 đồng và một tràng pháo tay. Thật ra là ngày hôm nay em nghĩ là mình đến đây thì mình cũng chơi hết bản thân mình. Vì vậy mà em muốn dành cái vé bay đó để tặng lại cho bác ạ. Để bác sẽ đi cùng với cả gia đình của mình. Và còn 30 triệu còn lại thì em sẽ trích phần trăm là số tiền đó để em đóng tiền học cho một em. Trong một lần tình cờ em xem một chương trình ở trên VTV3 thì thấy gia đình, có một gia đình có hai mẹ con hoàn cảnh rất là khó khăn. Mẹ thì bị bệnh ung thư và phải nuôi đứa con nhỏ đó, thì em sẽ dành số tiền đó để đóng tiền học cho em nhỏ đấy ạ. Còn phần lại là mời phần trăm cho anh ạ. Còn lại để cho bản thân em ạ. Có ăn không? Thank you em. Có ăn không? Tí nữa em mời anh cà phê. Chúc mừng cho Quỳnh Cun và cảm ơn hai đội chơi. Xin mời hai đội chơi tiến ra phía trước để chúng ta nhận quà từ chương trình. Chúng ta xin mời ban cố vấn, chúng ta sẽ gửi kỷ niệm chương cũng như lãng hoa cũng như là phần thưởng dành cho hai đội chơi. Cảm ơn hai đội chơi rất nhiều. Cảm ơn ban cố vấn. Trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình. Đội chơi tiếp theo xin mời Thiên Trang và Trọng Thạch. Chào Thiên Trang, chào Thạch. Một cô em gái cùng với anh trai mình đã đến tham gia chương trình. Đội chơi tiếp theo xin mời Lê Dương, Bảo Lâm và mẹ. Quý vị, Lê Dương, Bảo Lâm cùng với mẹ ra Hà Nội, đó là Dương Thị Bích Phượng. Xin chào hai đội chơi. Chào anh Linh. Chào Lê Dương Hổ Lâm. Chắc là Lê Dương Hổ Lâm ra Hà Nội nhiều lắm rồi đúng không? Em ra Hà Nội rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay rất là đặc biệt là em đi với mẹ em. Mẹ em là lần đầu tiên ra Hà Nội.
À, nhưng mà ra đây tự nhiên mà lần đầu tiên mẹ thấy mưa phùn luôn. À, cô Phượng ơi, dạ. Cô thấy Hà Nội thế nào? Lần đầu tiên mới ra đây rồi thấy sáng giờ lạnh nên không có biết, thấy không có mặt trời nữa. Không có mặt trời luôn hả? Không có mặt trời luôn. Có chứ, không thấy chứ. Không thấy. Hôm nay thì Lê Dương Võ Lâm chiến thắng được giải thưởng, bạn sẽ làm gì? Thưởng hả anh? Nhiều nhiều không anh? Không biết, chút xíu công bố mới biết. À, cả cuộc đời của mẹ em rồi là sáng sớm là ra ngoài ruộng và chiều là đi từ ngoài ruộng đi vô nhà. Nếu mà ngày hôm nay mà em được một số tiền lớn thì em dẫn mẹ em đi châu Âu. Còn nếu ít quá thì đi châu Đốc cũng được anh. Nói chung là tùy vào cái túi tiền của mình có. Thôi nghĩ chắc đi châu Đốc chắc ăn đi. Rồi bây giờ thì xin mời Thiên Trang. Thiên Trang đến từ đâu? Em đến từ Chí Linh, Hải Dương ạ. Hải Dương hả? Thiên Trang làm công việc gì? Dạ em mới sinh em bé xong nên là chỉ ở nhà làm nội trợ và làm đồ ăn vặt để bán thêm, kiếm thêm đấy. Em bán thêm đồ ăn vặt nữa. Dạ, vâng. Bán online hả? Dạ vâng ạ. Vậy thì em sử dụng thẻ này kia rất nhanh lắm đúng không? Dạ em cũng tại vì tập toàn bán ship ở gần nên là giả tiền mặt thôi. Anh trai của Trang là làm công việc gì? Dạ em kinh doanh tự do. Hạch có xài tài khoản ngân hàng không? Dạ, em thì có cơ hội hơn em gái của em, đó là em không dùng tiền mặt từ khi mà em lấy vợ. Từ khi em lấy vợ em không còn nhìn thấy tiền mặt đâu nữa. Chắc vợ lấy quá. Chắc em cũng nghĩ vậy. Phải không? Yeah. Câu này hay nè. Em không có cơ hội nhìn thấy tiền mặt là chính xác hơn. Anh không chỉ không thấy tiền mặt mà anh cũng không thấy thẻ ngân hàng luôn. Anh chỉ biết cầm vậy thôi. Vậy thì được giải thưởng ngày hôm nay thì Thiên Trang sẽ làm gì? Dạ em sẽ dùng tiền để trả nợ tiền xây nhà. Xây nhà lớn không? Dạ em xây cũng nhỏ thôi ạ. Mấy tầng? Dạ một tầng, nhà em có mỗi hai vợ chồng một đứa con đấy, nên là ở nhỏ đấy. Đó, nhưng mà quan trọng hôm nay nào, chị Sen chỉ công bố bao nhiêu tiền thưởng thôi. Nghĩa là mình trả nợ cái nhà đó là còn thiếu một ít thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Lê Thị Thúy Sen, vụ trưởng vụ truyền thông ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ công bố giá trị giải thưởng ngày hôm nay là bao nhiêu. Tổng giải thưởng của chúng ta là trong chương trình hôm nay là 100 triệu. Thì đội chơi trước là cặp của Quỳnh Cun và Bắc Phụ là đã lựa chọn là 30 triệu rồi. Vậy thì cặp này rất là may mắn là cặp có cái giải thưởng cao nhất từ hôm ghi hình đến bây giờ là 70 triệu. 70 triệu đồng. Yeah. Là bữa giờ luôn hả anh? Hôm nay đầu tiên giải thưởng 70 triệu đó. Trời. Đủ tiền trả tiền xây nhà không? Dạ được một nửa già rồi ạ. Còn được một nửa đúng không? Dạ vâng, nửa già. Nhưng mà nếu mà mình trúng giải thưởng mà mình không có cược thì đôi khi mình cũng đủ trả tiền đó nha. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 6 câu hỏi của hai đội chơi Thiên Trang và đội của Lê Dương Bảo Lâm. Theo Quốc Thâm thì Lê Dương Bảo Lâm sẽ là người chọn trước đúng không? Dạ. Mời bạn chọn bất kỳ câu hỏi nào. Em chọn 1, 2, 3. Nghĩa là số còn lại của Thiên Trang 4, 5, 6. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1 dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Khi vay vốn để mua xe ô tô, bạn A chỉ được thế chấp bằng chính chiếc xe bạn mua, B là bắt buộc có tài sản bảo đảm hợp pháp, C là chỉ được thế chấp bằng bất động sản hoặc sổ tiết kiệm, D có thể thế chấp bằng bất động sản, bằng chính xe của bạn mua, cầm cố giấy tờ có giá hoặc được tổ chức tín dụng chấp thuận vay không có tài sản bảo đảm. A, B, C hay là D? Bạn chuyển cái đáp án đó cho ban tổ chức. Xong rồi ạ. Trời nhanh vậy. Tại vì cái này em đã trải qua rồi. Trời ơi, cái này là vô tủ luôn, tủ là vô tủ. Rồi, theo cô Phượng á, chúng ta sẽ trả lời đáp án A, B, C hay D. Cái đầu tiên là thế chấp xe, ấy xe đó, con giấy tờ xe. Giấy tờ xe, dạ con cảm ơn mẹ. Là A đó hả? Là chỉ được thế chấp bằng chính chiếc xe của bạn mua đó hả? Ừ. Cũng có lý. Bởi chúng ta vay của tổ chức tín dụng, ta thế chấp bằng cái tài sản đó. Xin mời bạn cố vấn. Ô tô thì hiện nay nó là sản phẩm phổ dụng của các ngân hàng khi mà cho vay trả góp, để giúp cho người dân, cho khách hàng không cần phải khi phải có đủ tiền thì phải sở hữu xe. Tài sản ở đây thì ngân hàng có thể chấp nhận rất nhiều tài sản. Đầu tiên đó chính là tài sản hình thành từ vốn vay, đó chính là chiếc ô tô của chúng ta, mà cụ thể nó là bằng đăng ký xe. Ngoài ra thì cái tỷ lệ vay của ngân hàng đôi khi chỉ là 70-80% thậm chí 85% giá trị cái xe đấy thôi. Nhưng chúng ta vẫn muốn vay nhiều hơn cái số tiền đấy thì chúng ta có thể đưa thêm các tài sản khác, có thể là nhà đất, có thể là sổ tiết kiệm. Đôi khi những khách hàng mà có nguồn thu tốt, đó là tiền lương trả hàng tháng hoặc là có những cái dòng tiền đều thì ngân hàng vẫn có thể cho vay tín chấp. Và cái số tiền tín chấp này cho vay là tương đối nhiều,
có khi là khoảng tầm 20 lần thu nhập. Thì vậy cái đáp án đúng ở đây là đáp án D. Cảm ơn Tuấn vì tên ban. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với câu số 2 dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Khi bạn rút tiền gửi tiết kiệm chung thì cần phải làm gì? A. Chỉ cần một trong những người gửi tiền gửi tiết kiệm chung thực hiện thủ tục rút tiền. B. Chỉ cần người có tỷ lệ số tiền góp lớn nhất thực hiện rút tiền. C. Chỉ cần đa số người gửi tiền gửi tiết kiệm chung thực hiện thủ tục rút tiền. D. Tất cả người gửi tiền gửi tiết kiệm chung phải làm thủ tục rút tiền. A, B, C, D. Gửi chưa? Em gửi rồi. Rồi. Ví dụ giờ hai chồng đứng chung cái sổ tiết kiệm. Dạ. Với mẹ luôn. Ba người đứng chung chung sổ tiết kiệm. Muốn lên rút thì đi mấy người? Ba người. Đi hai người cũng được vậy? Em nghĩ ba người luôn. Nghĩ ba người luôn. Bây giờ chắc ăn đi anh. Dạ. Cho đủ luôn ha. Dạ cho đủ đi. Thật nè, thật chắc là lẽ rất là rành ngân hàng luôn. Không đi, em thấy bạn này sao nó bạn giỏi quá vậy. Đúng anh ạ. Dạ, với kinh nghiệm là hai lần thi trượt bằng lái xe ô tô thì em nghĩ là cứ tất cả các phương án là em chọn. Em nghĩ là em chọn phương án D. D hả? D. Hay. Phải nói là bạn Thạch rất là hay nha. Rồi xin mời bạn cố vấn. Khi chúng ta gửi tiền tiết kiệm chung ấy, thì điều đó được hiểu một cách đơn giản. Tức là đấy là tài sản chung của những người đứng tên trong cuốn sổ tiết kiệm. Thế thì để mà thực hiện cái việc mà rút sổ tiết kiệm thì chắc chắn là phải là sự đồng ý của tất cả những người gửi rồi. Thế nhưng tuy nhiên chúng ta cũng có một cái thủ tục, nếu người nào mà không đến được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật thì chúng ta cũng thực hiện được cái việc mà rút tiền tiết kiệm chung. À, cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn. Vậy thì đáp án đúng sẽ là đáp án D. Thôi em sai rồi, chết rồi. Trời, nó diễn xuất. Em sai rồi. Em diễn giả quá. Ủa giả anh? Sai rồi. Sai rồi là giả. Vậy làm đúng rồi đó. Nhớ nhà ràng nha. Dạ. Trời đúng ơi. Đúng hai câu. Chúng ta sẽ đến với Thiên Trang. Chúng ta sẽ đến với câu số 4. Bạn có thể chuyển tiền trên Internet Banking và Mobile Banking. A. 24/7. B. Giờ hành chính. C. Là các ngày trong tuần trừ ngày nghỉ. D. 24/7 trừ ngày lễ, ngày nghỉ. Cái này chắc Thạch biết rất là rành, nhưng mà Trang thì thấy chưa sử dụng. Chết rồi, chết Trang rồi, Trang cười. Mẹ bỉm sữa mới sanh con, vừa lo xây nhà nữa mà. Dạ, em chọn xong rồi ạ. Xong rồi đúng không? Tươi tỉnh lên cho Lâm sợ. Tươi tỉnh lên. Em chọn nào vậy Trang? Dạ. Em chọn nào vậy? Em thì cũng không dùng cái này mấy ạ. Ủa sao em nãy giờ em làm gì em cũng không làm cái gì? Thì tại vì em chỉ nghe là chồng em lĩnh lương là đưa em bằng tiền mặt ấy ạ. Nên em tiêu cái gì em tiêu bằng tiền mặt thôi ạ. Nhưng mà em suy đoán ạ. Suy đoán? Thật? Đáp án em là gì ạ? Cười à? Em đoán là D. D. Trừ ngày lễ. Đúng rồi anh. Đúng không? Dạ. Hên xui. Hên xui. Xin mời bà cố vấn đưa ra đáp án. Internet banking và mobile banking là những hoạt động mà không bao giờ ngủ. Chính vì vậy cho nên là đáp án đúng sẽ là 24/7. Và không chỉ là cái lợi thế của internet banking, mobile banking là chúng ta có thể chuyển khoản bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào theo quy định của pháp luật, mà bây giờ rất nhiều ngân hàng là thúc đẩy cái thanh toán không dùng tiền mặt và tạo cái tiện ích cho người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng thì cũng thực hiện miễn phí chuyển khoản. Và đáp án đúng là đáp án A. À. À. Chúc mừng Lê Dương Bảo Lâm. Bạn kia đã lời sai rồi đó. Anh bé này nó sai nó cũng cười, nó đúng nó cũng cười, em không biết là đúng hay sai. Em nhìn mắt em có ngấn lệ không? Con đúng rồi, con có ngấn lệ không? Bé này cũng diễn ghê quá anh. Phải không? Em phải bán hàng online hay là em diễn sức ở đâu tới đây? Ai cài em vô đây? Chúng ta sẽ tiếp tục câu số 5 của Thiên Trang. Trời ơi! Vậy là từ ngày mai em phải rời xa thằng cu ti. Để nó đi xa mà em đứt từng khúc ruột đầy anh. Này tầng ta ta đi ta ti ta tầng tầng. Giờ ngươi à, con nó đi học chứ có phải là đi thỉnh kinh đâu mà cứ tầng ta tí tầng cái gì nghe nó uất cả ruột. Anh có đẻ nó ra đâu mà anh xót. Cái gì? Thế chắc là một mình cô đẻ được nó đấy. Hả? Chắc là cô uống nước mưa xong cô đẻ đấy. Anh không xót con ạ. Sao không xót? Em nói cho anh biết nhá. Bây giờ con sáng ngủ dậy, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Thế xong rồi trưa đi học về đã có cơm trưa mẹ chờ sẵn rồi. Lúc nào thiếu tiền là mẹ là đưa luôn.
Chứ bây giờ nó đi học ở xa thế, nó không có tiền thì ai chăm cho nó, ai đưa tiền cho nó. Em cứ nghĩ được con em, nó khổ sở, nó gầy mòn thì em thương lắm. Đùa, em đúng là chả cập nhật cái gì cả. Bây giờ là cái thời đại nào mà cứ phải gặp con trực tiếp thì mới đưa tiền được. Này, tất cả bây giờ nhá, người ta dùng cái gì nhỉ? Mobile banking, thanh toán nhá, tiền điện, tiền nước, rồi tiền internet, tiền điện thoại, tất tần tật các thứ tiền. Chỉ cần dùng cái app mobile banking thế là xong. Ui gì đấy, em chả quan tâm. Cái lúc nó cần thì ngay ấy, chứ còn chuyển mà chờ lâu thì làm sao mà này, được. Này này, em chuyển một phát nhá, nhận phút mốt luôn. Ra ngân hàng đăng ký thế là xong. Đi luôn á? Đi ra ngân hàng hỏi luôn, chứ không có thì em sốt ruột lắm. Đi. Chị chào em nhá. Em gái xinh đẹp, cho chị hỏi tí nhá. Thế là làm nào mà mình dùng được cái mobile banking? Em hướng dẫn hộ chị gái. À dạ vâng ạ, thì đầu tiên là em sẽ giúp chị mở một cái tài khoản ngân hàng tại bên em, và sau đó sẽ đăng ký dịch vụ mobile banking ở trên app, và kết quả thành công là có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ luôn ạ. Ui ôi, nhanh thế hả em? Ôi. Và chị nhớ là thay đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên đăng nhập, và tuyệt đối không để lộ mật khẩu cũng như là mã OTP để tránh bị lộ thông tin tài khoản ạ. Thế bây giờ có muốn dùng ngay và luôn không? Mình thì hỏi như đùa ấy nhỉ. Em là phải chốt luôn, gửi luôn và ngay cho nó nóng. Mình cảm ơn em tí. Vợ hỏi em gái thêm một câu nữa cho nó chắc. Khi mất điện thoại, có cài đặt ứng dụng mobile banking, bạn cần phải làm gì để đảm bảo an toàn cho tài khoản? A. Là báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. B. Là thông báo cho ngân hàng cung cấp dịch vụ mobile banking để hủy hoặc khóa dịch vụ. C. Là cài lại ứng dụng mobile banking bằng số điện thoại mới. D. Là báo cho bất kỳ ngân hàng nào để khóa dịch vụ. Đơn giản thôi. Hết rồi. Gãi đầu là em thấy sự bối rối rồi. Bỏ cuộc đi em. Bỏ cuộc đi bé. Em làm lại anh đâu. Đừng nghe những gì mà đối phương nói nha Thiên Trang. Anh nghĩ là B. Hết thời gian. Hả, nhanh vậy. Chốt chưa? Rồi. Em chuyển đáp án chưa? Rồi. Rồi. Cái này dễ quá đúng không? Cái này đáp án theo cô Phượng đi, cô Phượng đi. Cô chắc không có xài nè. Dạ. Không có xài. Không, nhưng mà em nghĩ là mẹ em đi báo công an. Nhà mà có chuyện gì là mẹ đi báo công an liền. Em nghĩ là cô A đó, cái câu đầu tiên là báo công an á. Dạ. Đúng không cô? Đúng không mẹ? Là có gì người ta cứu mình. Cứu mình, ta cứu mình thôi không anh? Dạ. Công an thì cũng tư vấn cho cô sẽ gọi cho cái nơi mà cô lập cái thẻ đó đó. Đúng không? Dạ. Chứ công an đâu có biết cái đó mà khóa được. Đấy, câu này dễ, xin mời bạn cố vấn. Trường hợp này là trường hợp chúng ta dùng mobile banking, thì khi trường hợp mà chúng ta mất hay là thất lạc cái điện thoại này, thì chúng ta đã biết được rằng là cái app mà mobile banking này thì nó sẽ mở ra, trong đấy có rất nhiều các cái tài sản của chúng ta, và có thể rủi ro có thể là bị chuyển đi sang một tài khoản khác, hoặc là có thể là tiêu vào một việc khác. Thì vậy ngay từ khi mà chúng ta thất lạc cái điện thoại này, thì tốt nhất, phương án tốt nhất là chúng ta nên liên lạc với ngân hàng mà cung cấp cho chúng ta cái dịch vụ mobile banking này, để chúng ta tạm khóa hoặc chúng ta có thể hủy. Thì cái phương án đúng ở đây đó chính là phương án B. Phương án B. Không biết đúng hay sai. Cười ngấn lại. Trước khi cười em thấy một cái đượm buồn, một cái khựng nhẹ. Máy về tua lại cái khựng giùm em. Rõ ràng khựng liền. Dù đúng cái yeah là yeah liền. Bé. Yeah, nó bị mất một nhịp. Nghĩa là sai đúng không? Dạ. Hay quá Lâm. Hay quá. Em chuyên gia tâm lý hay Lâm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 3, câu cuối cùng của Lê Dương Bảo Lâm. Khi thanh toán tại BOS ở nước ngoài bằng thẻ tín dụng quốc tế, bạn có thể phải trả A. là phí giao dịch tại máy BOS, từ phí mua sắm đó. B. là phí chuyển đổi ngoại tệ. C. là phí chuyển đổi ngoại tệ khi phí mua sắm. D. là phí giao dịch máy BOS, phí chuyển đổi ngoại tệ, phí mua sắm. Đọc gì có rối không? Dạ không anh, cái này em cũng trải qua rồi. Nhưng mà em trả lời sai rồi. Không biết, em đang phân vân. Tại vì em cũng đi lâu nước ngoài lâu rồi. Cũng có nhờ người làm giùm. Nhờ làm giùm thôi đúng không? Dạ, thì nó cũng có tốn cái phí gì đó. Nhưng mà không biết đúng hay không. Theo bằng Thạch lại thì là Thạch. Đi nước ngoài thì em mới chỉ được đi Mỹ Tho thôi. Thế nên là em cũng hên xui. Em đoán cứ tất cả là D hết. D hết. Cái gì kỳ vậy? Hồi ban đầu em nể ảnh ghê luôn á. Sao cái nào anh nói cũng được hết. Tại câu cuối này khó. Nhưng mà khó. Cuối cùng tỉnh lộ ra câu nào cũng chọn D. Tự nhiên cái em giảm nể anh liền luôn á. Rồi bây giờ thì chúng ta nghe ban cố vấn cho đáp án. Khi chúng ta mà mua sắm hàng hóa ở nước ngoài, chúng ta quẹt được cái máy POS ở cửa hàng đấy chẳng hạn,
thì chúng ta không bị mất phí thanh toán hay là không bị mất các cái phí giao dịch, mà chúng ta chỉ mất cái phí gọi là phí chuyển đổi ngoại tệ, và ngân hàng thì phải trả cho cái tổ chức thẻ quốc tế một cái khoản phí mà để họ chuyển đổi cái ngoại tệ. Đáp án đúng ở đây là đáp án B. Đúng rồi. Ủa sao em diễn giả quá vậy? Anh và anh soi em rồi đó. Em thấy bên kia ngấn lại bên em là có một chút khẩn nữa. Ôi. Thì đó. Chết em rồi hả? Và bây giờ quý vị xin mời quý vị đến với câu số 6 dành cho Thiên Trang. Câu số 6 là tiểu phẩm sẽ diễn ra trên sân khấu này. Xin mời. Thôi bỏ cái tay người ta ra, người ta đi vào đây. Em chào anh chị. Anh chị dùng gì ạ? Cho anh một cốc trà đào. Tiện cho anh hỏi lối vào tim em. Dạ vâng, thế còn chị dùng gì ạ? Cho chị một cốc trà chanh, thêm một miếng bánh, bởi vì là trong chanh vào bánh thì có hình bóng anh. Vâng, anh chị có dùng thêm gì không ạ? Thôi ăn uống gì nhiều thế, thế thôi. Vâng, thế anh chị cho em xin 80.000 trước luôn ạ. Hả? À? Vâng. Tiền à? Vâng ạ, tiền luôn ạ. Ừ. Thế cho anh quẹt thẻ đi nhá. Vâng. Thôi, có 80 mà lại quẹt thẻ, nghe có vẻ nó hơi mất thời gian ý. À không, eo ơi tay không mất giặc à? Không chị ơi, bây giờ ai lại thanh toán bằng tiền mặt như thế? Thanh toán như thế là thanh toán trực tiếp, nhiều khi là sợ lây nhiễm Covid. Anh là bây giờ anh thanh toán bằng cái tài khoản điện tử của anh, mobile banking em ạ. Đúng nhất là ạ. Từ hồi anh dùng cái mã Việt QR, ôi rồi hay lắm. Mã Việt QR á? Ừ. Là cái mã gì không hiểu? Cái mã Việt QR nhá, nó là một cái nhận diện thương hiệu chung cho các cái dịch vụ thanh toán chuyển khoản bằng mã QR code. Đấy, hay lắm. Bây giờ em có thể thanh toán liên ngân hàng. Chỉ bằng đồng nhất một cái mã QR thôi. Đấy, tiện đến như thế cơ mà. Thật không? Kìa. Thế em có làm được cái mã Việt QR đấy không? Có hai cách để tạo. Cách gì? Thứ nhất là em vào cái mobile banking này em tạo. Đấy. Để em chọn cái ngân hàng của em ấy, rồi người ta hướng dẫn cho em làm như thế nào thì em làm như thế. Cách thứ hai, em vào cái website vietqr.net, thế là xong. Đơn giản thế thôi á. Đơn giản thế thôi. Mà em quẹt cả thế giới luôn á. Khách của cửa hàng em rất là tiện lợi ở một chỗ đấy là cửa hàng em lúc nào cũng cho thanh toán bằng Việt QR. Hạn mức thanh toán là dưới 500 triệu đồng một giao dịch, mà quẹt từ cái nhỏ nhất như là trà sữa, cà phê cho đến cái lớn hơn chị cũng được chị ạ. Rất là tiện và nhanh chóng ạ. Có tiện nhỉ. Thế bảo làm đồ cho anh chị. Bây giờ anh đố em nhé. Đố vui có thưởng nhé. Có thưởng thì đố đi. Khi thanh toán bằng mã Việt QR, bạn cần làm gì? A là quét mã Việt QR và nhập số tài khoản của người nhận số tiền cần chuyển. B là quét mã Việt QR và nhập số tài khoản của người nhận tên chủ tài khoản. C là quét mã Việt QR và nhập số tài khoản của người nhận. D là chỉ cần quét mã Việt QR của người nhận có thể nhập hoặc không nhập số tiền. Chuyển chưa? Em chuyển rồi ạ. Chuyển rồi. Mời bạn cố vấn đưa ra đáp án. Hiện nay thì ngoài cái hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay là bằng thẻ ngân hàng, chúng ta có thêm cái hình thức thanh toán bằng thông qua cái mã QR. Chúng ta trước đây thì cũng có thể là chúng ta dùng tài khoản hay là mobile banking ngân hàng nào, chúng ta chỉ quét được mã QR của cái ngân hàng đó thôi. Còn nếu mà khi sử dụng Việt QR thì chúng ta có thể quét được cái mã QR của các ngân hàng khác cùng tham gia trong cái tổ chức thành viên đó. Thì chúng ta có thể thanh toán được hay chuyển tiền được cho nhiều khách hàng ở các ngân hàng khác nhau. Trong trường hợp mà như câu hỏi ấy, thì cái đáp án D là đáp án chính xác, là vì khi chúng ta quét bằng mã QR thì chúng ta không cần phải nhập thông tin tài khoản. Nếu mà trong trường hợp cửa hàng đó họ đã nhập sẵn số tiền 80.000 ví dụ vào trong cái hóa đơn thanh toán rồi thì chúng ta quét chúng ta cũng không cần phải nhập số tiền vào luôn. Còn nếu chúng ta trong trường hợp mà họ chưa có số tiền, chúng ta cũng có thể là nhập số tiền vào. Em nhìn thẳng vô mắt anh, em sai đúng không? Cười là sai rồi. Rồi các bạn có thể tung quả mùi với nhau nhé. Như vậy là hai đội chơi đã trả lời hết ba câu hỏi của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cược hay là không cược. Nhưng tôi sẽ công bố cái số may mắn của hai bạn. Số may mắn đó là số 1. Số 1. Số may mắn đó sẽ là một cặp vé máy bay khứ hồi nha. Dạ. Đi và về luôn. Bất cứ nơi đâu mà nội địa. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cược thưa quý vị.
Nhưng khoan đã, chúng ta giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Tiền Khéo Tiền Khôn. Thưa quý vị, giờ phút căng thẳng đã đến rồi. Hai đội chuẩn bị cược với nhau. Và số tiền thưởng ngày hôm nay lên tới 70 triệu đồng nếu chúng ta cược thắng. Còn nếu chúng ta cược thua thì là 0 đồng. 1 phút 30 giây bàn luận giữa các thành viên trong gia đình bắt đầu. Chơi luôn. Chơi luôn. Em sợ mất lắm. Mất thì thôi. Chơi luôn. Chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần. Em cường đón nha. Cái mặt gian quá. Thời gian 30 giây để cược hay không cược. Bắt đầu. Nào. Chuyển đi các bạn. Chuyển chưa? Chuyển rồi anh. Thiên Trang chuyển chưa? Em chuyển rồi ạ. Nếu tôi cũng căng thẳng lắm. Thôi cũng lớn anh ơi. Quá. 70 triệu nó khác liền. 70 triệu. Ôi. Kết thúc. Cả hai cùng cược. Chúc mừng. Ghê thiệt. Rất căng thẳng thưa quý vị. Theo quý vị thì ai sẽ là người thắng đây? Họ trên lệch có 500 ngàn thôi quý vị. Tôi biết rằng là bạn Thạch, bạn rất là bản lĩnh. Không có sự chỉ đạo của anh Thạch thì tôi nghĩ rằng bạn Trang sẽ rút đó. Dạ. Nếu mà hôm nay thua là Thạch ơi, anh phải cắn rứt, anh phải giày vò lương tâm của mình. Em nói thiệt. Em sẽ tranh thủ khất nợ trên sóng truyền hình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem số tiền thưởng của Thiên Trang trước. Xin mời. 18.500.000 đồng. Lê Dương Bảo Lâm đã biết được thắng hay thua. Dạ. Nhìn thẳng vô mắt anh đi. Sao anh? Em có ngấn lệ gì không? Không, trời ơi, em chắc chắn đi châu đốc mẹ. Đi châu Âu. Đi châu Âu. Châu đốc rồi. Không có, em giỡn thôi anh, đi châu Âu 100%. Trang ơi, đi châu đốc mà Trang. Anh, châu đốc gì anh này. Hồi hộp nhất vẫn là Thiên Trang và bạn Thạch. Bởi vì chúng ta chơi lệch 500 ngàn đồng thôi, nếu mở ra 19 triệu. Tức là 19 nè. À, 19 phải không? Vậy thì 19 hay là 18 thưa quý vị? 19. 19 18 18 18 18 19 18 18 18 18 Số tiền. Yeah. Thôi em không chịu đâu. Thôi cho em thi lợi đi. Cho em thi lợi đi. Thôi, thi mà thi một số nữa được không? Đấy là chương trình mình số sao cho em thi số. Em có đem hai bộ đồ. Mẹ em đem hai bộ luôn. Rồi được anh rồi. Cho em thi một lần. Em sẽ được thi số sao ở năm sau. Hả? À, xa vậy? Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng cho hai đội. Mời Lê Dương Bảo Lâm cùng mẹ, cùng với Thiên Trang và anh trai. Mời ban cố vấn, chúng ta sẽ trao kỷ niệm chương cùng với Hoa cho hai đội chơi, cũng như là phần thưởng dành cho hai đội. Thật là tuyệt vời, với những kiến thức cũng như những cách quản lý tài chính cũng như thông tin về những sản phẩm của ngân hàng đã đem đến phục vụ cho quý vị. Cảm ơn hai đội chơi, cảm ơn ban cố vấn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Tiền Khéo Tiền Khôn. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.